Các bạn ơi, mình sẽ kéo chiếc xe lại, mình cho con vịt của mình lên xe này. Ui, chiếc xe đi quá cả con vịt rồi. Ui, các bạn ơi, con vịt nó thích ngồi trên xe chưa? Nó nào ngồi in ở trên thùng xe màu xanh của mình rồi. Nào, bây giờ chúng mình sẽ kéo vịt đi nhá. Zin 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 zin. Ui, nó thích quá này các bạn này. Wow. Ui, chú vịt của mình ngồi ngoan quá. Đi thôi nào. Chúng mình đi ra đằng này để xem có quá con vật chúng mình bắt nhá. Ui, các bạn ơi, con vịt nó lại nhảy xuống xe. Ui, nó lại đứng ở chỗ mấy con cua này này. Thôi, không xong rồi. Ui, nó lại mổ một con cua rồi các bạn ơi. Mổ nó lại màu tím rồi kìa. Nào, ui vịt ơi, nào, à yên trên xe nào. Để mình bắt những con cua vào nhá. Ui các bạn ơi, ui, nó thích xuống dưới cơ các bạn ạ. Nào thế vậy mình sẽ cho những con cua này lên xe nhá. Chỗ này có một con cua màu đỏ kìa. Nó đang nằm trên một chiếc xe khổng lồ luôn. Ui, đây là một chiếc xe đầu khủng long đấy các bạn ạ. Wow, đây này, nó xuống được xe rồi. Ui, một con cua đỏ khổng lồ này. Ui, xe đầu khủng long có cái gì ở trong ấy? Ui, các bạn ơi, này, xe đầu khủng long có cái gì kia kìa? Để mình xem nào. Ui, ui, nó đang cắn cắn kìa các bạn ơi. Ui, cái mồm của nó đang cắn cắn xuống kìa. Ui, không ổn rồi. Nào, để mình xem nào. Ui, có một con cua ở bên trong. Ui, nó định ăn một con cua màu tím ở bên trong này. Này, mình sẽ đổ nó ra cái xe này của mình nhá. Ê, ra đi, ra đi. Ui, các bạn ơi, nó ra được rồi này. Chú cua màu tím. Ê, đây có một con nữa này. Wow, ui, chạy nhanh quá, chạy nhanh quá. Này. À, đây rồi. Ý, còn nữa này các bạn ơi. Wow. Ý, cổng mình nắm chưa? Còn một chú cua màu đỏ khổng lồ này. To quá, to quá. Này này. Ui, bắt nó vào. Wow, con cua màu đỏ làm đầy cả một cái xe của mình luôn này các bạn ơi. Nó to hơn con màu tím nhiều lắm. Ui, chú cua màu tím này còn đang bò lên trên này này. Ui, chú bò lên trên tường các bạn ạ. Ý, cho vào đây nhá. Wow, xe cua của mình đi rất nhanh luôn này. Wow. Ui, xe đi tới đây là thấy một chú cua nữa này. Wow, chú cua màu tím nữa đang trốn ở chỗ đây. Ui, trốn ở riêng chỗ con cún quăn nhà mình này. Ui, con cún quăn nhà mình nó đang nằm ngủ, nó không biết các bạn ạ. À. Ấy, một con cua màu tím đây. Nào, cho lên xe. Bây giờ mình sẽ lấy cái giấy mình lau cái mỏ cho con vịt của mình nhá. Ui, các bạn ơi, cả mỏ chân, mỏ dưới nó đều màu tím hết này. Nào, đứng yên để mình lau cái mỏ cho. Ui, ca 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 ca. Đằng này mình thấy một con ếch to chưa? Nó đang cắm một con ếch con. Ui, hình như là nó có cái gì các bạn ạ. Thôi, chú ếch con nhảy xuống rồi. Ui, chú ếch con thì màu vàng các bạn ơi. Ui, mình đã bắt được con ếch này rồi này các bạn này. Ui, chú ếch này có cái mắt đen chưa? Wow, các bạn ơi, có cái mắt của nó đen lắm, da nó màu vàng. Ui, còn đây là một con ếch xanh khổng lồ này. Nó đang có một cái gì kìa các bạn kìa. Ui, có một con ếch con đang biểu diễn, hình như là đang biểu diễn xiếc ấy. Đây, mình thử cầm lên xem nào. Ô, đúng rồi các bạn ơi. Này, bây giờ mình thử ấn nhá. Ui, này. Ui, nó kêu rất to luôn. Ui, cái miệng con ếch rộng lắm. Ui, cái lưỡi của nó này. Ấy, ui, ở dưới nó còn có cả những cái viên kẹo nữa. Các bạn ạ, những viên kẹo màu sắc. Đấy, mình lấy ra cho các bạn xem nhá. Đấy, mình mở ra được rồi. Ui, ở trong có nhiều màu sắc lắm các bạn ơi. Đấy, màu vàng, màu xanh, màu đỏ này. Wow, đây là hai cái chân của nó này các bạn ơi. Hai cái chân rất ngắn, đầu nó to, mắt nó màu đen to lắm. Ui, giống hệt con ếch to này này. Đấy, các bạn thấy không? Hôm nay mình bắt được ba con ếch một lúc đấy. Ui, các bạn ơi, mình thấy có một con gì này, người nó màu hồng hết này. Ui, nó đang bới bới ở một cái bụi rau này này các bạn ơi. Ui, hình như là nó đang ăn rau ấy các bạn ạ. Ui, này, để mình lôi nó ra xem nào. Ui, nó có hai cái sừng rất dài luôn mà cong nữa. Ui, có cái đuôi này, mình túm lấy cái đuôi mình lôi ra nhá. Ui, các bạn ơi, đây này, một con trâu đấy. Đây là một con trâu màu hồng đấy các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy chưa, mắt thì đen xì luôn. Đấy, cái sừng thì cong này. Ui, đấy, đây này. Ui, mình thấy ở đây có những cái gì. Hay là con trâu nó vào để nó tìm cái con gì ở trong này. Ui, chỗ này có một cái càng này. Wow, một cái càng này các bạn ơi. Ui, một cái càng cua. À, một con cua màu cam này. Ui, này này, nó lại bới chỗ này này các bạn này. Ui, nó lấy cái sừng nó húc húc ở chỗ này này. Để mình xem nào. Ui, mình thấy có một cái đuôi. Ui, cái đuôi này màu vàng này các bạn ơi. Ui, dài lắm. Ui, chú trâu ơi, đi ra nào để mình nuôi xem nào. Ui, dài chưa này các bạn ơi. Ui, một con rắn màu vàng này các bạn này. Ui, vẫn còn này các bạn ơi. Ui, ui, con này màu gì đấy. Ui, con này còn màu xanh cơ. Kinh chưa, hai con rắn liền này. Một con cua. Ui, nó vẫn bới tiếp vào đây này. Nào, để xem nào. Ui, vẫn còn này. Ui, các con vật trốn hết ở trong này này. Ê, con rắn nó the vào đây, cái bụi này này các bạn ơi. Ê, ui, một con gà. Ui, một con gà con màu trắng này các bạn ơi. Ê, chú gà màu trắng này. Ui, còn đây là con gì đấy? À, một chú cua các bạn ạ. Ê, chú cua chú chạy đi rồi kìa. Ây, chú cua màu đỏ. Hai cái càng màu đỏ to dơ lên cao này. Ê, con gà màu trắng này. Ui, chú trâu chú đang bới đằng này cơ các bạn ạ. Nào, để mình tìm thôi nào. Ui, còn có con gì đây nữa này. Ôi, nó ngã cánh nữa rồi. Đây là một con bò.
Ý, cái con trâu nó tìm được nhiều con vật ở trong cái bụi này chưa này các bạn này. Nào, tiếp theo mình bớ xem nào. Ui, có một cái hàm răng này. Ui, mình phải nuôi con trâu nó thôi, không quá là nó cắn đi. Kìa 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 các bạn ơi. Ui, con trâu nó đang hút vào mồm con cá rồi. Này này, ai, mình bắt con trâu ra được rồi. Đây, có con cá gì đây này các bạn ơi. Ôi, đố các bạn biết đây. Con này là có một cái vây ở trên này nhọn chưa. Ui, mồm nó rất nhiều răng mà hàm răng của nó rất rộng luôn đấy các bạn ơi. Ui, nó nuốt cả một con gì ở trong màu xanh này. Ui, đây là một con cá mập đấy. Cá mập ăn các con vật đấy các bạn ơi. Ui, to quá, không lấy ra được nữa. Ê, ui, nặng quá các bạn ơi. Ê, nó nuốt con cá, con gì to thế. Ui, một đàn luôn này. Rất nhiều các con vật luôn. Ấy các bạn này. Ý, nuốt một con gà màu xanh đây. Với lại hai con chuột con màu đen này. Còn đây là con gì đây? Ui, cả con bọ cạp cũng nuốt vào này. Ui, đây là một con mèo Hello Kitty. Đẹp chưa? Ôi, chú mèo đi bắt cá đây này, bị con cá mập nó nuốt vào đây các bạn ạ. Thì hôm nay chú Châu giỏi thật đấy. Chú Châu tìm được bao nhiêu các con vật này. Ôi, không xong rồi, chú mèo Hồng chú lại tìm thấy cái gì ở trong cái ống này này các bạn ơi. Không biết con mèo nhà mình á, nó hay tìm các con vật ở trong cái ống này lắm. Nào, các con vật hay trốn vào trong cái ống này này. Bây giờ mình đổ cái ống này ra xem nào. Không biết là có con gì không nhở. Ôi, mình đang đổ ra này các bạn ơi. Chưa thấy con gì ra luôn. Ôi, này, ôi, một con chuột mà da lông nó ướt ra kìa. Ấy, hình như con chuột này vừa tắm xong ấy. Này các bạn ơi, lông nó ướt chưa? Hay thật đấy. Các bạn ơi, này. Này, wow, ui. Nó lại chui vào trong cái chữ này rồi. Thôi, nó lại chui vào trong cái ống này rồi. Ý, mình đổ ra nối này nhá. Wow, ui, nó ra rồi kìa. Ui, bắt được rồi này các bạn ơi. Hay chưa? Ý, chú chuột sạch sẽ lắm, chú vừa tắm xong đấy. Các bạn ạ, ui, nó ăn no, bụng nó to căng phồng lên kìa. Ý, hay chưa này. Ôi, đẹp quá các bạn ạ. Mày thấy con cua nó đang nuôi con chó thế này. Đâu? Ui, con chó cảng của tớ. Rồi, không xong rồi. Ui, con cua nó the đi. Đâu thế này? Ui, cua này, có sao không? Các bạn ơi, nó cắp vào cái vòng của con chó của tớ rồi. Để mình gỡ ra cho. Mình gỡ ra tớ với. Ui, cẩn thận đây. Wow, có sao không hả cun? Ui, em cun của tớ không sao bạn ơi. May quá. Này, ui, nó thấy mình nó mừng chưa? Cái đuôi của nó ngoái tít luôn này các bạn này. Ấy ấy, hay chưa này bạn ơi. Nào, mình xem con cua này nào. Hình như bạn bắt con cua nó đang giận hay sao ấy. Đấy. Ui, nó hung lắm. Bây giờ mình không lấy tay bắt là được đâu. Ui, nó chạy đi rồi con đâu. Cái càng của nó to nhờ bạn ông nhờ. Đấy, thì mình lượn là sao, xem mình có bắt được không nào. Nó cắp vào tay là mất tay đấy bạn ạ. Ui, chúng mình bắt khéo không quá là con cua này nó hung lắm. Ê, ê. Ui. Thôi, bạn lấy cái kẹp đi. Ô, nó ngã ngửa rồi. Nó ngã ngửa ra để nó cắp bạn đây. Đây, mình lấy cái kẹp này này. Đây này bạn ông ơi. Đây, để mình lấy cái kẹp này này. Wow, cái kẹp này thì mình có thể bắt được nó dễ dàng đấy các bạn ạ. Đấy, chúng mình bắt được rồi này. Ý, nó cắp vào cả cái kẹp luôn đấy các bạn ơi. Ý, ý, nó hất ra này. Ui, khỏe cực kỳ luôn. Ê, mình sẽ kẹp vào giữa này nha. Chiu chiu, được rồi này các bạn ơi.